Nhưng mà anh đoán là cái bạn này. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Anh đoán đi, đừng quay qua đây, em đoán thử à. Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân Lung Linh. Chào em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ, em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ, không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, nói chuyện đi hả? Chỗ khác. Chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà. Hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê luôn. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh. Cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định chị, ha. Dạ, chị thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy cá ta. Tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn đó, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi à, mới thành thơ dạ. đúng không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 mối giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây thì... 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như sét đánh nữa ha. Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời. Thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau. Nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại vì... Tức là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao không ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó, và em làm được là cho em cơ hội, em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng, nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không?
Chị Hồng Vân nghe giọng thì rất khó lắm. Em có hai tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng đây là em lúc nhỏ, và em xin nói thêm là em dậy thì thành công rồi. Đây dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị đó, lúc nhỏ đó chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là dậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng là khó đoán, xấu nhất á, nhưng mà anh đoán là cái bạn này. Ồ thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Em đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Đoán đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ. À. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. Ha, kiên nhẫn nữa. Không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em. Với lại là bạn thân hả? Của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Yeah. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi, thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau, nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt rồi, quá. Cảm rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha. Và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu dâu tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. Em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống mẹ. Đây. Ôi, rất là chu đáo luôn nè. Để em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm mà bạn rất dạ, là sâu sắc đó nha. Anh ơi em tặng cho anh. Anh có thể mở ra. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi à. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em.
hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Nó bị yếu yếu hay sao? Chị để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. Em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ. Em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Anh có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ ba năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Thu mọc tóc luôn ạ. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về văn hóa văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? Nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn hơn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thực sự. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào. Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Mời nhà gái. Mời em. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Nhà gái mình giới thiệu một chút về mình nào. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em tên Cao Thị Hương, năm nay 28 tuổi ạ. Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Em đang sống ở đâu và làm việc ở đâu? Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê thì ở Thanh Hóa. Quận mấy em làm, quận mấy? Dạ, em làm ở quận 5 ạ. Quận 5. Mời anh trai. Dạ, xin chào tất cả quý anh chị ở trong trường quay, ekip cũng như là hai người MC, chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Thì em tên là Đinh Công Hữu. Năm nay em 30 tuổi. Sinh ra và lớn lên là ở Bình Định. Hiện tại đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại là đối tác của FPT. Ưu điểm, khuyết điểm em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em là người có lập trường, bản lĩnh và tư tưởng thì rất là vững vàng. Biết làm vlog, quay video, edit, làm phim. Là một người, nói chung là trước khi mà đến với trường quay này thì em cũng tìm hiểu về phụ nữ. Ví dụ như là khi lập gia đình thì phụ nữ sẽ có tâm lý như thế nào. Phụ nữ khi sinh con, mang bầu, cảm giác làm sao, rồi nhan sắc nó sẽ bị tàn phai theo do là thay đổi sắc thái á. Thì em cũng có tìm hiểu. Và trong quá trình mang bầu thì khi nào mình cần phải truyền đạt đến cái ý thức của người con ở trong bụng mẹ nhận biết rồi. Được. Cái này là nôm lấy vợ dữ lắm rồi nè, trời ơi. Hay đó, rồi. Những người phụ nữ nghe chuyện này khoái lắm á. Ừ, còn điểm yếu thì sao cưng? Dạ, điểm yếu của em thì do mọi người hay nói chân mày em rậm cho nên là nhìn em rất là dữ. Còn cái điểm yếu nữa là
Khi mà em thích ai thì nói chung em hơi ngại nói chuyện. Hơi ngại. Nhưng mà có người thân hay bạn bè gì tác động thì em lại không thấy ngại. Rồi chúc mừng em thích cái tác động liền nha. Dạ. Nhưng mà em có giữ không? Em có giữ không vậy cưng? Giữ thì em không biết, mọi người xung quanh nói thôi. Nhưng mà những người mà tiếp xúc với em nhiều thì kêu em rất là hiền và thường hay bị bắt nạt. Rồi vậy là được rồi, yên tâm rồi hả cưng? Rồi em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì khá siêng đấy, thích chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Cũng nhanh nhẹn hoạt bát và cũng hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu? Điểm yếu thì của em thì lúc mình làm việc mệt mỏi thì cũng hơi lời chút. Rồi cũng hay nhõng nhẽo với bạn trai. Rồi cái cảm xúc của em khi nghe bạn kia nói là bạn nghiên cứu rất kỹ về vấn đề là bà mẹ và trẻ em, em có cái cảm xúc như thế nào? Người như vậy thì em yên tâm. Yên tâm đúng không? Dạ. Chị còn yên tâm giùm em nữa. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối. Một mối tình là năm đầu sinh viên ở ngoài Đà Nẵng. Rồi mấy năm? Dạ em quen gần một năm. Rồi gần năm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em mới chia tay bạn gái năm 2019 là lúc em bị đứt dây chằng. Nhưng mà quen bao lâu? Dạ cũng gần một năm. Hai mối tình chỉ gần năm thôi hả? Dạ. Có sâu đậm gì không? Dạ có mối tình đầu tiên thì mối tình đầu thôi nên là em quen bạn đó là được một năm. Nhưng mà tới năm 2014 thì lúc em đang đi bộ đội á, thì bạn đó có nói em là quay lại. Nhưng mà em nói là khi mà bạn muốn quay lại thì phải gấp để nói chuyện. Chứ còn mà nói chuyện qua điện thoại thì em không đồng ý. Giận vì... chứ hả? Quay lại phải gặp đó. Dạ không, trong suy nghĩ của em là em bạn đó phải nghiêm túc với cái chuyện đó chứ không thể nào mà qua lo chuyện nói được, cho vui là được. Tự nhiên quen lại phải qua điện thoại chứ gì, phải gặp nhau bàn bạc đúng không? Dạ. Rồi chính chắn. Rồi bây giờ còn mình thì sao, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng trải qua 3 năm sinh viên, là thời sinh viên. Còn mối tình thứ hai thì mới cách đây 1 năm. Mới cách đây 1 năm thôi, giống như bạn kia y chang luôn. 2019 em cũng nói trước luôn là cái mối tình thứ hai là mối tình hơi lằng nhằng nhất, là cho bạn trai bên kia biết luôn. Bởi vì là bọn em cũng đã tính định là sẽ tới kết hôn rồi, nhưng mà do công việc hai đứa bận á nên là đăng ký kết hôn trước, rồi cuối cùng đám cưới không xảy ra. Không xảy ra. Cuối cùng hai đứa lại lôi nhau ra tòa ly hôn. Trời đất ơi. Dạ. Hai bên, hai họ có biết không? Dạ hai bên cũng biết luôn á. Hai đứa làm xong rồi mới nói. Vì từ đầu là hai gia đình cũng không có đồng ý cho hai đứa kết hôn. Sau đó gần tới khi mà kết hôn á thì hai gia đình xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn mà không giải quyết được. Và là không đi đến kết hôn đúng luôn. Rồi, không đi đến kết hôn và hai đứa lại cũng phải chấm dứt. Đó là lý lịch trích ngang thôi. Bây giờ ta tính tới tương lai nè. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Dạ một nửa của em thì em thích bạn nữ là người chia sẻ. Nói chung là không thích bạn nữ là người sống nội tâm. Rồi ví dụ như trong cái khúc mắc gì đó thì bạn cứ nói thẳng thắn. Chứ đừng có vì một chút tự ái hay là giận hay là dỗi gì đó thì tạo ra một cái khúc mắc lâu ngày thì dẫn đến cái tình cảm nó nhạt dần đi, thì nó lại đổ vỡ đi cái chuyện của hai người. Thì nó lại dơ. Như ông cụ non rồi, thấy không? Cái này anh yên tâm, cái gì mà em không vừa mắt hay gì em sẽ góp ý hoặc là sẽ trao đổi trực tiếp, sẽ không để trong lòng lâu. Nói chung là nhà trai là rất là kỹ lưỡng luôn á. Em có cảm giác em bị lo xa quá không? Dạ em là người nói chung là va chạm sớm từ gia đình khổ từ nhỏ, cho nên là em nói chuyện ra cái gì em cũng nghĩ trước nghĩ sau, cho nên là bạn bè người thân của em ai cũng nói em là cụ non hết. Cụ non không là tốt mà. Khi em nghe cái tình trạng mà của bạn gái nãy chia sẻ thì cái cảm nhận của em thế nào? Dạ đối với em thì chuyện quá khứ thì nói chung là giống như là một cái trang sách, mình đã lật qua rồi thì mình có thể lật lại được. Nhưng cái quan trọng ở cái niềm tin ở tương lai là bạn đó phải tự tin để bước đến cái cuộc sống mới. Bạn phải mạnh mẽ đối diện với sự thật, không phải vì quá khứ làm đau buồn hay là một cái gì đó mà bạn đó không dám đi đến tương lai chứ. Rồi chị muốn hỏi em nè, em có sợ mấy ông cụ non không? Dạ không, em thích những người trưởng thành và có thể dẫn dắt em. Em trưởng thành hơn. Em rất thích những người như thế. Em rất thích những người như vậy hả? Dạ. Rồi em mong muốn cái người bạn trai của em về nhân dáng, về ngoại hình nó sẽ như thế nào? Nói chung cứ đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, nhìn chuẩn là được. Trời, chuẩn luôn. Chuẩn là theo em như thế nào là chuẩn? Như ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ấy. Cô thích ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Cái mẫu
cái mẫu người phải giống Nguyễn Phi Hùng. Được, Nguyễn Hùng cũng rất là nghiêm chỉnh ha. Tôi cũng thích cái đúng người rồi. Mà giống Nguyễn Phi Hùng luôn. Nhưng mà tôi thích Lê Tuấn Anh nhất. Mỗi người có cái gọi là thế mạnh riêng, thích ai cũng được ha. Quan trọng là mình sống thế nào thôi. Em không thích điều gì đàn ông nè? Ở dơ. Hỏi bệnh đi, em ơi mình có ở sạch không? Đây chắc không ở dơ nổi đâu. Dạ tại vì bên em làm kỹ thuật ngày nào đi làm về cũng đổ mồ hôi. Mà ở dơ thì nó hôi sao mà ngủ được. Ở đây kỹ lưỡng lắm, không ở dơ đâu. Miễn sao trước khi ngủ anh tắm là được rồi. Bây giờ mình đi với ai nè em? Dạ em đi với bạn thân của em. Bạn thân rồi. Dạ chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ chào anh Hữu ạ. Bạn của em là một đứa mà khá tự lập, với cũng có ý chí với suy nghĩ nó cũng người lớn. Thì anh Hữu đây thấy cũng ổn đó Hưng ơi. Ổn không? Ổn đó Hưng. Ổn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Chú với ai vậy? Dạ em đi với lại em trai ở trong công ty ạ. Dạ em xin chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân cùng toàn thể các mọi người trong trường quay ạ. Em là em có đồng nghiệp của anh Hữu, thì anh là một người khá là thẳng tính. Có gì nói thẳng nhưng mà mỗi tội là FA hơi lâu, hơn chục năm. Nên là hôm nay anh đến đây là kiếm người yêu thì em thấy chị là ok 10 trên 10. Ok 10 trên 10 luôn. 10 trên 10 luôn. Rồi, mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh có món quà này, nói chung là anh là người sống thực tế cho nên là anh muốn tự tay mình làm cũng như là muốn truyền đạt những cái suy nghĩ của mình. Thì trong này là anh có ghi trong từng cái nốt luôn. Dạ. Nói chung là màu xanh thì muốn làm khi mà ví dụ như anh em mình quen nhau thì sẽ làm gì. Và ví dụ như là bài hát anh sẽ hát tặng em. Thì nói chung là mỗi tối thì cứ mở một nốt ra để mình đọc những cái suy nghĩ của anh. Trời cũng như nó muốn truyền tải đến em. Bốc thương cái thôi. Trời ơi. Em tặng anh cuốn sách ạ. Đọc lớn lên nào. Cuộc sống có 24 giờ, 8 giờ làm việc, 8 giờ ngủ, 8 giờ sinh hoạt. Luôn sáng tạo để tình yêu không nhàm chán. Đấy, vậy là bốc đúng tình yêu rồi đó. Rồi đậy lại đi. Tối mình khám phá tiếp. Hai bạn quay mặt vào trò chuyện với nhau đi. Bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ em cảm nhận thì nói chung bạn gái thì nói chung là đúng với cái suy nghĩ của em mong muốn khi em đến tham gia chương trình. Thì anh cũng muốn hỏi em ví dụ như trong thời gian mà mình tìm hiểu thì trong cái suy nghĩ của em thì bao lâu là em muốn tiến tới hôn nhân? Theo em nghĩ thì đổ nắng thì hoa sẽ nở, đổ tình yêu thì mình sẽ về cùng một nhà. Khoảng đi, em cho khoảng cụ thể luôn đi. Bao lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm gì đó cho người ta yên tâm đi. Gia đình anh có hối lập gia đình sớm chưa? Tại vì khi anh đến chương trình này, cái điều đầu tiên anh suy nghĩ á, tại vì lúc độc thân anh là người đi rất là nhiều nơi và làm rất là nhiều tiền, nhưng mà ngược lại anh thấy chả có bao giờ dư hết á. Thì anh mới thấy là những cái người mà họ lập gia đình thì họ dư rất là nhiều. Cho nên anh muốn đến mình lập gia đình. Vì một cái cột với lại một cái mái thì mới thành một ngôi nhà được. Không thể nào mà cột với mái mà thiếu một thứ mà có thể thành một gia đình được. Cho nên anh nghĩ là sự chiến thắng, sự tin tưởng khi em gặp anh tại chương trình này thì cũng cho em một phần niềm tin nào đó để em đưa ra một cái quyết định. Thì anh nghĩ là chậm nhất thì 6 tháng hoặc là đến 1 năm. Thì anh nghĩ là tuổi của mình cũng đã chuẩn rồi, không có gọi là như là tuổi 20-21 là còn phải suy nghĩ nhiều, còn muốn đi chơi nữa. Vậy nếu được thì sang năm mình cưới luôn ha. Vậy nếu được thì sang năm mình cưới luôn ha. Ồ. Em có muốn hỏi gì với anh không? Anh có hay đi nhậu nhẹt với bạn bè anh em gì không? Anh có một cái tật xấu đó là hay chơi game. Bởi vì không có bạn bè, đa phần công việc của anh mà khi có cảm hứng gì đó thì anh hay chơi game để về thư giãn khỏi bị áp lực, cũng như là không có nghĩ ra được cái ý tưởng gì đó. Và thường là hay nghe nhạc đứng ngoài không. Vậy thì còn rượu chè, thuốc lá, nói chung là những cái tật xấu đó là anh không có. Chỉ có một cái là nói chung là chưa có vợ thôi. Không sao, nếu mà có đi nhậu nhẹt với bạn bè thì em cũng không có ý kiến gì. Về trước 10 giờ là được rồi. Rồi bây giờ bạn Nam bước tới nắm tay cô gái và hát tặng một bài nào đó để chúng ta cùng giao lưu một chút cảm xúc với nhau nào. Nhìn vào mắt bạn gái, nắm hai tay luôn. Anh sẽ hát tặng em và mọi người ở đây bài Nửa Băng Trăng.
Lửa vàng trắng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai chẳng rơi trên sông. Cùng sông nước trắng trôi lang thang, đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ơi phương xa, người nhớ mong em đây ngóng chờ. Chờ em tới với những nỗi nhớ, cho tròn vầng trăng. Dạ em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn gái nào? Mình sao cưng? Thì em sẽ tặng anh bài à. Mình yêu nhau đi ha. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe đi muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến hôn em ngay đi. Hay quá. Đó, đàn ông vậy mới là đàn ông quyết đoán. Em nói một câu gì đó anh trai? Một câu gì đó. Hôm nay anh đến chương trình này, nói chung anh là người có trách nhiệm với gia đình của mình cũng như là em và con cái mình sau này. Nếu như em đồng nút bấm nút ra về với anh thì anh xin hứa tất cả những gì ở tương lai anh sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ với những quyết định của mình. Em đồng ý. Bấm nút. Yeah. Đẹp, rất đẹp. Xí tay còn nhau thật lâu nữa. Em đồng ý. Hôn nhau nào. Rồi. Đó, hồi đó tới. Trời ơi. Tùy theo cơ. Ôm lại luôn đi. Ôm lại luôn. Đó, rồi thôi, xong. Xong. Hôm nay con đến đây con cũng cảm ơn là hai bác đã sinh ra em. Thì con đến đây là để dẫn em về nhà. À, để làm dâu nhà con thì khi mà làm dâu nhà con thì con sẽ chăm sóc em thêm cho cô với chú, cũng như là con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời còn lại của em. Trời ơi, trời ơi. Chuẩn bị kỹ lắm luôn rồi á, thật quá hay luôn. Gái đã cảm nhận sao? Em muốn theo về nhà luôn. Về em nhà muốn theo luôn. Về nhà luôn. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cơ. Dạ. Trắng thì vẫn thích hơn vậy. Trắng thích hơn bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn. Phải nói là dư sức dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn, nói cho em biết. Anh đây kìa. Mời nhà trai. Mời em trai. Rồi, nhà gái mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyễn Linh và chào khán giả xem đài. Chào bạn nam bên kia. Rung quá hả? Dạ. Không có gì rung hết á. Tên gì nào? Em tên là Lê Thị Bảo Ngọc. Năm nay 29 tuổi. Đang Bảo là Ngọc hả? Dạ. Đang là điều dưỡng nha khoa. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mời về nhà trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Anh Huy, sinh năm 93, quê quán là ở Tiền Giang, hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang huyện nào? Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chợ Gạo, rồi. Dạ. Mình làm công việc gì? Hiện tại em là đang kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh tự do cà phê, cái gì? Cà phê rang xay ạ. À, mình bán ở đâu? Hiện tại là em làm ở chính ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở chính là ở quận 9 luôn. Quận 9 luôn. Dạ. Một người Phú Nhuận, người ở quận 9. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Ưu điểm của em là người vui vẻ, tính tình thẳng thắn, thật thà. Rồi cũng có tính tự lập, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hơi bừa bộn một xíu. Bừa bộn, trai mà bừa bộn sao chứ. Sao không sao được, ai cũng phải gọn gàng ha cưng ha. Trời, đâu phải lúc nào cũng gọn gàng đâu. Kỳ cục. Có lúc bừa bộn, có lúc gọn gàng. Đúng rồi. Chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Trời ơi, phải gọn gàng chứ, mai mốt còn phụ vợ, với lại nhiều khi con cái vô mình phải làm gương cho con chứ quá bộ. Cũng không được đâu. Trời, ông nó bởi vì ông dễ dãi quá Linh à. Mình nói cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi, đừng có nói là bừa bộn nữa là tôi xỉu liền nha. Rồi, dạ, ưu điểm nào? Thì em khá vui vẻ, khá lạc quan, biết lắng nghe, chăm sóc và
Nói chung là thích nấu ăn. Dạ, thích rồi. Nấu ăn may vá. Ừ, rồi dạ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm thì mau quên. Mau quên thôi. Dạ. Có gọn gàng không? Dạ, cũng hên xui. Hên xui kìa, trời ơi. Hên xui. Giống như bên kia y chang luôn đó Linh à. Đó có mấy mối tình rồi vậy? Dạ, có một ạ. Có một mối tình, dạ. Kéo dài bao nhiêu năm? À, dạ chỉ có vài tháng thôi. Vài tháng thôi, cách dạ. Đây bao lâu rồi cưng? À, dạ 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi, lý dạ. Do sao chia tay? Kiểu như quen xa với lại kiểu như cũng không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Vậy đó, mà dạ. Có vài tháng thôi. Dạ. Mà sao? Chừng đó 5 rồi. Dạ. Chừng đó 5 rồi mà chưa có người yêu mới luôn. Bởi vì em cũng khá bận. Dạ, bởi vì trước đó là nói chung là bận từ 5 giờ cho tới 9, 10 giờ đêm lận. Cho nên là cũng không có thời gian quen ai. Rồi, hy vọng dạ. Là hôm nay là mình sẽ bước sang một trang mới ha. Dạ. Bên kia làm sao ạ? Mình có mấy mối tình rồi, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, em có là một mối tình chính thức thôi ạ. Là cũng là bạn đó cũng cùng quê. Gặp nhau qua cuộc đi chơi với người bạn. Rồi mình thấy mình cũng như hợp nhau á. Mình tìm hiểu nhau. Bao lâu? Khoảng hơn một năm. Hơn năm. Dạ. Rồi sao chia tay? Xong rồi thì trong quá trình tìm hiểu thì cũng có những mâu thuẫn rồi thấy không hợp nhau nên chia tay nhau. Bên kia là yêu xa, bên đây là yêu gần. Nói chung là xa gần gì mà không có đủ tình yêu không lớn thì không bao giờ đến nhau được. Đúng tóm rồi. Là có duyên có nợ, có đủ cái lớn tình yêu thì ở đâu ta cũng yêu nhau cả. Ngay cả gần mình không đủ duyên nợ cũng chia tay đúng không? Thôi bây giờ mình sẽ tướng tới tương lai. Đúng rồi. Bây giờ bạn gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ miễn sao cao và to hơn em được rồi. Cao to hơn em hả? Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ mét 55. Mét 55 dạ. Rồi. Rồi yên tâm. Rồi tính tình thì như thế nào? Nói chung là hiền một xíu, trưởng thành một xíu, với lại biết chia sẻ cho em. Ví dụ như trong cuộc sống có gì thì chia sẻ hết. Rồi có cần phải đẹp trai giống ai không? Dạ không, em nhìn thấy được là được. Trưởng thành được xíu không nha. Đúng không? Dạ vâng. Trưởng thành xíu bên đây, trưởng thành hơn xíu được không? Dạ được. Ở đây cũng chững chạc lắm rồi nha. Qua chị coi thử. Coi dạ trai bên đây đi. Đó. Trời. Em chào chị. Phong độ dạ. Nha. Yên tâm đi, bên đây người ta cao lắm. Em cao mét nhiêu em? Khoảng 1m7 hay gì. Trời ơi, tới 1m7 là. Dạ. Đó, mình yên tâm đi, mình chững chạc dạ. Hơn xíu nè. Cái chỉ tiêu của em nó cũng không phải là cao lắm ha. Dạ. Ừ. Rồi còn mình thì sao? Cái tiêu chí của mình, cái mong muốn của mình với người bạn gái như thế nào cưng? Tính tình thì hiền lành. Hiền lành. Thấy bé này quá hiền luôn á. Quá hiền. Hiền dạ. Quá trời hiền luôn á. Hiền quá tốt. Ừ. Ừ. Cũng chịu chia sẻ với nhau. Chứ đừng có là giữ hết trong lòng. Thì cũng biết một xíu về nội trợ và gia đình. Nội trợ gia đình biết không cưng? Dạ biết ạ. Biết. Dạ. Rồi còn cái ngoại hình thì như thế nào? Em thích mẫu người tóc, để tóc dài. Yeah. Như xinh xắn xíu là được. Xinh xắn xíu mà hơn xíu thì sao? Xíu thì quá tốt vậy. Quá tốt đúng không? Đó. Nước da em muốn trắng hay là nâu nâu? Da thì sao cũng được chị. Sao cũng được phải không? Thì mà ở trong mát riết thì nó cũng trắng thôi chứ không sao anh. Ha? Bây giờ có nâu nâu thì ở trong mát riết thì nó cũng anh trắng Quyền thôi. Anh Quyền Linh anh ở trong nắng anh cũng vậy. Anh không bao giờ trắng được. Nói cho em biết điều đó. Anh bị chiếu đèn nhiều quá nên nâu. Ngày nào cũng chiếu đèn hết trơn. Tôi ngày nào cũng chiếu đèn, lý do gì tại sao tôi trắng? Tại vì nó xài son phấn nhiều quá đó. Cười quá, tay chân mà xài son phấn hả? Bởi vì em phải xác định là em thích da trắng hay là da nâu. Thì chị sẽ bật mí em biết. Thì em nói trắng thì nói, vẫn thích hơn. Trắng thích hơn, bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn. Nói cho em biết, hôm nay em đi với ai? Dạ em thì em làm có một mình, em chỉ đi một mình không. Trời ơi, vậy là bên đó là phải đại diện rồi. Để tôi lo Linh cho. Với đại diện rồi. Bên đàn trai tôi dân Linh Tiền Giang mà. Linh nói chút cảm xúc về bên nhà gái cho bạn trai nghe đi. Một cô gái rất là xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ nha. Giọng nói đặc trưng dễ nhớ ha. Và một nước cái da. Đôi mắt to, nước da trắng ha. Đó. Tóc nó có màu khác khác đen chút xíu. Nhưng mà là ngang vai đúng ngang không? Ngang vai. Nói chung một gương mặt rất là có hậu. Phúc hậu đó. Đúng. Yeah. Và cơ hội của hôm nay, của ngày hôm nay của em mà em không chụp được đó là do em đó, nghe không? Đó. Dạ, cái này em cứ cố gắng. Ừ. Nhà gái đi dai vậy. Yeah. Em mới Đà Nẵng vào cho nên là cũng chưa sắp xếp được. À, mới Đà Nẵng vào cho nên là cũng là bên đây là cái người đại diện luôn. Rồi. Ha, và tôi cũng nói cho nhà gái biết là một chàng trai này là một người dáng người chắc, roi roi, cao. Và một người đàn ông là có một khuôn mặt rất là nam tính. Và có cảm giác là bạn này là một người gọi là
không phải là người mà hay nói nhiều, mà là một cái người mà hướng nội một chút xíu. Một người hiền lành luôn. Hiền lành và hướng nội. Đó, thì theo chị thì là hai đứa đã đến đây giống như là một cái duyên. Thì thôi thì cho nhau một cơ hội nha. Đó, và xin hết đó. Mở rào. Rồi, hai đứa thấy hợp nhau lắm đó. Mình mở rào, mình nói chuyện nhau một chút đi. Nếu mà thấy được, cảm nhận đây là một nửa yêu thương của mình, nên bấm nút. Anh thấy vậy nha. Yeah. Rồi, mở rào. Bước qua luôn. À kìa, em đứng lên chào, nhận chào quà bạn. Nào mình có một món quà mình muốn tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Để hoa đây, mở quà bên đó trước đi. Đây là cái túi thơm. Trong đó có cà phê là mình làm, là mình làm bên cà phê. Còn đây là cuốn sách nè, mình thật sự là mình cũng không có hay đọc sách lắm, nhưng mà ngẫu nhiên mình thấy một cái cuốn sách này, nó cái tựa đề nó rất là hay, cũng nhắn gửi cho bạn như cái lời của tựa sách là mình sống thật với bản thân mình và sẽ hạnh phúc sẽ đến với bạn. Dạ, anh với em à. Đi sao bạn bè nó khách sáo quá cưng, anh với em. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa làm như mua quà chung chỗ hay sao vậy? Em thấy cũng bất ngờ. Mua chung chỗ cái hộp y chang à Linh. Hồi đấy rồi. Dạ, cảm ơn bạn. Mình sẽ phép mở ra ha. Dạ. Đừng có tặng cà phê nữa. Dạ, cái này em tặng anh bộ sản phẩm về răng miệng. Dạ. Nói chung là tặng thì tặng vậy thôi, chứ còn ví dụ như cái phương pháp đánh răng và cách dùng chỉ tơ các kiểu thì có thể hướng dẫn sau ạ. Cảm ơn bạn nhiều. Dạ. Hướng dẫn dùng sao? Đánh răng thì em biết rồi. Em biết rồi đúng không? Nhưng mà gái nhỏ đánh răng đúng cách nữa đó. Rồi hai người quay ra nói chuyện trực tiếp nào. Mình quay ra mình nói chuyện nào. Cảm nhận về nhau đi, coi nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Hồng Vân nói đúng không? Thì cái ấn tượng đầu tiên thì thấy xinh xắn, cũng là dễ thương. Cũng như cái cách chia sẻ thì cái tính tình này mình cũng hơi tương đồng với nhau. Em có thấy có nhận xét gì không? Nói chung là ngoại hình thì ổn. Nói chung là thấy tính cũng khá giống nhau. Dạ, thấy tặng hai hộp quà thấy giống nhau là thấy tính cũng giống nhau đó. Không, thật sự thì lúc mà mình chọn, anh chọn cái hộp á, có thấy trên cái hộp nó có ghi cột câu á. Dạ. Là cái cuộc sống mình luôn ngọt ngào. Dạ. Và hy vọng có điều tốt lành luôn đến với mình. Dạ. Bây giờ nè, mình hẹn hò thế nào đó? Bởi vì hai bạn là cách xa nhau. Nếu mà hẹn hò thì chắc mình sẽ sắp xếp. Có thể là mình có thể là đi ra được ngoài tới Đà Nẵng. Thì mình cũng hay đi nhiều nơi, cũng công việc cũng có do công việc và cũng do sở thích đi du lịch. Dạ, nhưng mà ở Đà Nẵng là quê em thôi, còn em hiện đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh? Dạ. Là mình vô đây là bao lâu rồi ta? Dạ được hơn 2 tuần rồi. Là sao? Là mới làm ở đây 2 tuần thôi? Dạ, dạ mới làm ở đây. Nói chung là vừa đi học mà vừa đi làm. Là bạn, nãy mình nghe chưa rõ là bạn học về bên mình gì? Làm bên nha khoa. Nha khoa? Dạ. Hàng gì tặng răng miệng hợp lý. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gặp nhau được thường xuyên. Thì hai mình cũng làm ở trung ở thành phố. Dạ. Hai Bình... đứa đang làm việc ở thành phố mà. Em đang ở Bình Thạnh. Nhưng mà em hơi bù đường. Không biết quận 9 ở đâu ta. Bình Thạnh trong... thì cũng gần quận 9. Thì qua cái cầu Sài Gòn một xíu là tới rồi. Dạ, nhà anh chị em cũng ở quận 9. Dạ. Bạn nam tới nắm tay bạn gái hát bài giao lưu cho nó nhẹ nhàng câu chuyện thôi. Hai đứa vẫn đang ngại ngùng đó. Đấy. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Thôi vậy mình cũng xin tặng một bài hát. Là bài Cathy. Dạ. Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mấy người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu dâng hồng mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và em hãy Cathy. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cứ... dạ, dạ quay. Ừ, có qua có lại mới tọa lòng nhau chứ. Cứ ngồi đó mình. Dạ, thấy ngồi để run hơn. Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà.
Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhân. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh? Nói chung là cũng quay lời. Hay mà. Mê nghề lắm, kiếm cái bài ca cũng phải có cái hàm răng ở trong. Dạ, cũng đam mê đó, hàm răng thưa nụ cười đó. Một giọng rất đặc biệt đó. Thôi bây giờ thì mình hỏi nhau đi, trao đổi là những dự định sắp tới mình sẽ làm gì và một cái tương lai là khoảng bao lâu mình có thể kết hôn. Bây giờ em đang học lên thêm nhờ. Dạ. Là khoảng bao lâu nữa thì mình hoàn thành cái khóa học nhờ? Dạ, khoảng một năm thôi. Một năm hả? Dạ. Là mình dự định là làm luôn ở thành phố hay là mình về quê Đà Nẵng? Em đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dạ. Chắc phải có cái gì níu kéo mới ở lại. Dạ chắc vậy. Bạn Nam hãy nói cái cảm nhận tất cả những gì mình nãy giờ cuộc nói chuyện đó, mình suy nghĩ thế nào mình nói hết ra cho cô gái biết đi. Mình nãy mình có nói là mình nói thẳng nha. Dạ. Nhưng mà có gì mình chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình thôi nha. Dạ. Tại vì nhìn bạn thì thật sự là rất xinh, có học cao và có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Tốt. Nhưng mà tại vì mình á là mình thích cái mẫu người á là hơi bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn một xíu. Dạ. Cho nên mình cũng hơi ngại về cái tuổi á. Dạ. Mình chia sẻ thật. À. Ủa là hai bạn này bằng tuổi hay là sao? Là em nhỏ hơn. Ủa em nhỏ hơn bạn này. Em sinh 93, bạn chắc 92. 92. À, nhỏ hơn một tuổi hả? Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trời ơi, cái đó nó vô thế luôn rồi. À, nãy giờ anh thấy rằng hai bạn rất là hợp nhau nhiều thứ. Chính còn xác. Quan trọng là con tim có hợp hay không là chỉ các bạn mới biết thôi. Điều đó sẽ minh chứng bằng nút bấm. Quyết định bằng trái tim của mình nha. Rồi, 1 2 3 hết thời gian. Tôi đã thấy có lẽ rằng chưa có duyên với nhau. Thật sự á, nếu như hai bạn mà tìm hiểu nhau, tôi nghĩ đây là một cặp đôi đẹp. Em cảm ơn. Đừng có ngại gì em trai. Mình có nhỏ tuổi hơn hay là gì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái người đối diện họ hợp với mình về tính cách, hợp về tất cả mọi thứ, tuổi không là gì cả ha. Và tôi tin chắc rằng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái, rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép hợp với những cái gì mình đang hướng tới. Dạ. Mời nhà trai. À, rồi ngồi lên trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Ngọc Lan và chào bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Trần Trọng Hiến, năm nay 47 tuổi, là công nhân của bưu điện. Thấy rung quá. Rung quá. Công nhân bưu điện nào Hiến? Vietnam Box. Là mình đang làm việc ở đâu? Làm ở Nhà Bè. Nhà Bè hả? Dạ đúng rồi. À rồi mình ở đâu? Thì trọ tại Nhà Bè luôn. Trọ Nhà Bè, quê mình ở đâu Hiến? Quê thì sinh ra ở Lâm Đồng, xong rồi được mấy tháng tuổi là bà ngoại dắt vô trong Gò Vấp. Ở Gò Vấp, Sài Gòn, ở từ nhỏ đến lớn ở đó luôn. Ở đó luôn? Dạ, cho tới giờ. Bây giờ mình ở con mình thôi? Không, ở với mẹ. Với mẹ hả? Có hai mẹ con. À, có hai mẹ con thôi. Dạ. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái ơi. Rồi, mình mời nhà gái. Dạ, chào chị Hồng Lan. Chào anh Quyền Linh. Chào người bạn bên kia. Chào quý vị khán giả chứ em phòng. Em tên là Trần Thị Liệu, sinh năm 1977, sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em là người Khởi Mai. Hiến ở Gò Vấp, Bình Dương lên cũng gần, không xa. Dạ. Gò Vấp qua Bình Dương không xa. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Hiến? Thì điểm yếu của em là em dễ tin người. Và nói chung là cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, dễ tin người. Mời nhà gái. Nghe sao thấy thương quá vậy trời. Điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì chị? Điểm mạnh của em là sở trường của em là sạch sẽ. Sạch sẽ hả? Dạ. Dạ. Sạch sẽ, hiền. Dạ. Nhìn là thấy hiền rồi. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm hả? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa không? Hay quên thôi. Chỉ có hay quên thôi hả?
Bên đây đơn giản nhẹ nhàng lắm, hiền lành sạch sẽ hay quên. Bên đây cũng hiền lành nhút nhát ha, nhưng mà khó quên. Người ta làm bưu điện mà không quên được đâu. Dạ. Rồi mình cái đường tình duyên của mình nó sao Hiến? Em thì đã đổ vỡ một hôn nhân một lần. Thì có được hai con được một trai và một gái. Thì đứa con gái thì nó bị bệnh cũng mất luôn rồi. Trời ơi. Còn đứa con trai thì con trai thì bây giờ là theo bên bên mẹ, ở với mẹ. Trai ở với mẹ. Vâng. Mình chia tay với vợ lâu vâng. chưa? Chia tay cũng 15-16 năm rồi. 15-16 năm rồi đó hả? Dạ. Không đâu, mới đầu là ly thân. Ly thân cũng được 10 năm. Chia tay cũng phải cỡ 5-6 năm hôm nay. Rồi bây giờ cũng mà hơn, cũng hơn luôn rồi, cũng lâu lắm. Rồi đứa con lắm. Còn trai đó ở với nhưng mẹ nó. Bao lâu mình thăm con trai một lần? Thì mình cứ qua thăm thì mình cứ gọi điện rồi. Trước là hay chở nó đi chơi, hay chở đi chơi, đi ăn, đi uống. Thế là về sau này thì coi như là mẹ, thì lúc mà đứa gái mất đó là mẹ nó không có cho qua lại nữa, nó không có nghe điện thoại rồi, không có cho qua lại. Như họ cũng bán nhà đi, họ buôn bán nhà đó nha, nhà này nhà kia, họ cũng không muốn giao tiếp với mình nữa. Nên giờ không biết là như thế nào. Rồi. Trời ơi trời, sao đoạn trường vậy trời. Đó là hoàn cảnh bên nhà trai vậy đó. Không biết nhà gái hoàn cảnh sao. Nhà gái làm sao chị? Thì như em thì cũng... Chị bao nhiêu mối tình rồi? Chị tâm sự cho Ngọc Lan biết nè. Em có một mối tình. Mối tình thì kiểu như quen nhau mà không hợp nhau nên chia tay. Dạ. Chia tay. Giờ từ đó làm em mất lòng tin, em không có quen ai nữa. Vậy hả? Chị chia tay lâu chưa? Chia tay nay cũng 10 năm. À, thì chị quen anh lâu không? Quen 2 năm. Quen 2 năm. Chia tay 10 năm rồi. Cũng buồn lắm. Bên đây cũng hiu quạnh lắm. Để em, thôi bây giờ em hỏi chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ mình hướng về tương lai đi. Chị muốn cái người đàn ông tương lai của chị có tính tình như thế nào nè? Tính tình hiền. Ừ. Biết lo cho gia đình. Dạ. Rồi gì không nữa? Không hút thuốc. Rồi có cái gì chị không thích không? Không thích là không hút thuốc. Chị không thích không hút thuốc thôi. Với quýnh bài. Chị thích cao ráo hay là thấp người hay mập hay ốm gì? Cụ thể đi. Người cao hơn em tí là được. Dạ. Chứ không không cần thiết là người thôi nhỏ con nghe tôi ráng qua đây tôi nghe. Trời ơi, tại người ta nhát quá. Nhát quá hả? Ừ, người ta hiền rồi. Quá mà. Đây. Chào nhà gái. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Mình muốn có người gọi là cùng nắm tay đi suốt cuộc đời như thế nào? Nó lớn lên bên đây có giống bên đây không? Em thích người đó hiền. Hiền. Biết lo cho gia đình. Rồi, gì nữa? Cuộc sống ổn định, như là cái công nghiệp và công việc ổn định. Đây là ổn rồi đó, làm bưu điện là ổn định rồi đó. Không hút thuốc nữa. Không hút thuốc. Đây chắc không hút rồi. Không đánh bài. Dễ gì đánh. Để đi qua hỏi. Lương cán bộ nhân viên tiền đâu đánh bài nổi. Em chào anh. Dạ chào chị. Trời sao em nghe cuộc đời anh nó đoạn trường quá. Em xót xa ghê. Bên kia cũng hiền. Bên đây hiền nữa. Hồi trước thì em làm công việc là vẽ áo dài, thiết kế áo dài đó. Vậy hả? Dạ. Hồi xưa là làm cái nghề đó cũng được mười mấy năm á, mười 45 năm á. Làm hồi trước là thợ của Tuấn Hải á. À. Dạ. Rồi sao mình chuyển ngành vậy? Thì nói chung là về sau này làm cái ngành đó mà cái hàng đó nhiều khi nó anh Hải á, anh lên hàng cao cấp nhiều á, mình không có không theo kịp dạ. Thế là thôi. Dạ. Thế là hàng chợ thì người ta cạnh tranh với cả người ta với in nhiều quá anh hả chứ người ta làm nó dối, làm không có đạt tiêu chuẩn nên hàng nó người ta mua xong cái là bị dạ. Thì giờ hai vợ chồng về nè, có thể giờ anh vẽ cho chị Mai bên đây Mai rồi cùng bán cũng được đó,
Có nghề vậy mà làm bưu điện thì làm chiều tối về vẽ. Bây giờ nè, anh mong muốn có cái người bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng hiền thôi, không có cuộc sống, không có muốn sự lớn tiếng trong gia đình. À trời, chị hiền lắm, nãy hiền chị nói còn không nói lớn tiếng nữa rồi. Nói nghe không nổi nữa rồi đó. Dạ. Vậy thôi được rồi, không có vậy thôi gì hả? Dạ. Trời, sao hai anh chị này thương quá hả, hiền hai quá. Hai người này nói chuyện chắc con ruồi nó còn nghe không nổi nữa. Dạ. Có người thân đi không? Không, đi mình. Mình. Dạ. Rồi em gái đi với ai? Em đi với gia đình em, với bạn thân. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chú. Con chào quý vị trong khán phòng. Con là cháu của cô Hồng Liệu, con với cô cũng làm chung công việc đó là làm bên hội phụ nữ ở ấp chú. Sao không có ai làm mai của hội phụ nữ hay gì đó? Trong hội phụ nữ lấy ai đâu làm mai trời. Dạ đúng rồi, chị Ngọc Lan nói đúng. Kể bên có hội phụ nam không có hay không? Không có, không có cái hội nào như vậy cả. Hội cựu chiến binh. Hội cựu chiến binh. Thôi. Hay là chị kén quá hay sao? Dạ không phải kén mà chắc duyên nợ chưa tới hả chú? Duyên chưa tới đúng không? Dạ. Bữa nay coi người dạ, này bây giờ đã ngó với cô không? Theo suy nghĩ của con thì con thấy là chú là cũng hiền, là phù hợp với cô. Với lại chú cũng có thiết kế áo dài thì nó cũng liên quan đến ngành mai. Thì con thấy là hai cô chú rất là hợp. Thì con thấy là ok rồi đó. Ok. Thấy hợp rồi đó. Lựa chọn là tùy ở cô. Thì con luôn ủng hộ cô và gia đình cũng luôn ủng hộ cô. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ vậy thôi, mình mở rào thôi. Cho hai người gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Hiến. Anh ơi, mình ở lại mình nhận quà anh ơi. Em có món quà để gửi anh kỷ niệm bữa nay mình gặp nhau. À, cảm ơn em. Cái này mở ra luôn được không? Dạ. Một cuốn sổ để ghi chép những cái kỷ niệm. Những cái kỷ niệm mới sau này. Dạ. Cảm ơn em. Để anh ghi chép những buổi đi chơi với em. Anh hỏi em là em thấy anh làm sao? Thế nào, có hợp nhãn với em không? Em thấy anh thì cũng chuyển trạc, nhìn thì cũng được. Thì anh thì nói chung là hiền lắm, trong công việc anh làm trong công ty cũng hiền. Nói chung là ai cũng biết là anh rất là hiền. Nếu như mà em cho anh cơ hội để mà tới với em thì anh sẽ cố gắng làm mọi việc để cho chúng ta có thể là về với nhau. Gia đình của anh là ở đâu lần? À, anh ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp là từ nào giờ là ở Gò Vấp? Đúng rồi. Có mẹ ở một mình thôi. Chỗ đó mở thì mai được không Hiến? Dạ được, hiện tại giờ cái mặt bằng đang cho người ta mướn. Trời ơi, vậy này, bán kia. Biết về nữa, khỏi mướn mặt bằng luôn. Có mặt bằng Gò Vấp luôn, mở tiệm mai được luôn. Có mình mẹ ở nhà đúng không Hiến? Vâng. Không có ai nữa đúng không? Rồi đó, khỏe rồi đó. Rồi gì tính tiếp đi, thí dụ giờ Hiến hỏi coi. Thí dụ giờ mình tiến tới thì khoảng bao lâu em mở cửa rào cho anh qua? Em làm công việc thì em rảnh vào những giờ nào? Thì công việc của em thì nó làm suốt, nhưng mà mình có thể là nhín lại thời gian mình thì, có công việc gì mình có thể nhín thời gian được. Chứ như anh muốn qua chơi với em thì anh vô những ngày, qua những ngày nào thì tiện đó? Em thì làm việc tại nhà cho nên là giờ nào đến cũng được, nhưng mà kiểu như là công việc của em thì nó không có kiểu như là nó không có y như làm tại nhà, nó thoải mái hơn, không có là phụ thuộc ai hết đúng không? À, dạ. Bây giờ là em gái đang ở nhà với ai? Em ở có mình em. Một mình hả? Trời ơi. Nhà riêng luôn hả? Dạ, nhà của cha mẹ cho để lại.
Nói chung là đối với mẹ thì muốn càng nhanh càng tốt. Nói chung là tháng sau gì cũng được hết trơn luôn á. Hả? Tháng được. Sau? Được luôn. Được luôn. Không còn thời gian nữa rồi. Thời gian 76, 4 mấy không? 4 mấy rồi? 46. 46 còn đẻ được. Cái này nói thiệt nha. Dạ. Vì cô này là chưa có gia đình luôn. Phải đẻ, đẻ sớm, qua 47, 48 khó đẻ. Đó, bây giờ anh chị phải thống nhất với nhau về vấn đề sanh con. Đúng rồi. Không, cái vấn đề sanh con thì tùy em. Tùy, dạ. Chứ còn hỏi đi. Anh cũng không có... Không có gì người ta muốn có. Hỏi hỏi còn người ta muốn không? Nguy hiểm tới tuổi thọ này kia, nó cũng sợ. Hỏi gì hỏi em có muốn con trai gái chưa gì quyết định rồi. Thì em có muốn có em bé... không à? Thì cái đó cũng theo cái chuyện của mình là cái đó là cái ông trời ông cho thôi, cái duyên của ông trời ông cho, mình có thì mình sẽ tốt mình hơn, thì không có cũng được chứ. Vậy là mình phải lẹ lẹ đi. Dạ. Hỏi đi, thích trai con gái luôn. Em thích con trai hay con gái? Con trai con gái cũng được anh, chứ không cần thiết là phải là con nào cũng là con. Ừ. Vậy cũng tốt, anh cũng rất là hy vọng được gắn kết với em. Tức là muốn tháng luôn đúng không? Đúng rồi, lẹ lẹ lên, lẹ bên này, lẹ. Bên này ý kiến bên nhà gái còn sao? Nhà gái khoảng bao lâu nè? Em thì tìm hiểu, nếu mà tìm hiểu mà thấy hợp với nhau thì đến. Rồi, tìm hiểu được cái hội phụ nữ lo. Ha. Thật ra mình không còn thời gian ở đâu. Dạ, cái này rồi. Nói chơi mà cũng là nói thiệt luôn. Dạ. 46 rồi. Nếu được đẻ liền luôn. Kiếm đứa không? Hai chồng con đứa con nó mới hạnh phúc. Chứ giờ mình tuổi càng lớn mà không có con nó cũng buồn lắm. Con ảnh thì không gặp rồi. Thôi hai người hiền là gặp nhau hiền, được ha. Hai anh chị này quá cố gắng hiền mình luôn. Xây dựng tổ ấm, nhà cửa thì không phải lo rồi. Công việc thì ổn định, kinh tế hết rồi. Chỉ có đẻ thôi. Tập trung vô chữ đẻ giùm tôi một cái. Được không? Nha. Để đi hai chị bận quá, thảy con qua đây em chăm cho anh thiệt. Em giờ rảnh lắm. Bây giờ là cũng muốn đẻ mà chưa đẻ được đó. Thầy em đẻ không chết mà không ai đẻ nè. Được không? Thấy được không? Dạ được. Rồi bây giờ nè, tiến tới luôn, tới tấp luôn, bây giờ không còn. Mình đâu còn trai tân gì nữa đâu. Trời ơi, nhưng mà cũng mấy năm mà người ta chưa quen ai đó. Đúng rồi, tấn công vô liền. Nè, xích ba cho coi với coi. Đó. Nhau nè. Bây giờ hỏi chị đi, thật ra nãy giờ nói vui vui cho anh đỡ rung á. Bây giờ là chị nhìn thẳng người đàn ông này đi. Chị có cảm tình gì với người đàn ông này không? Chứ ảnh là anh thích rồi đó, đúng không? Thì em thấy ảnh cũng hiền, mà người trưởng trạc em cũng thấy cũng được. Được không? Dạ được. Được ha. Em thấy, dạ hết. Hết. Hết là nhất. Đúng. Qua đây là nhất chị ơi. Ngồi xuống ghế đây. Anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Chúc mừng anh chị. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi. Đó. Giờ sao anh? Bây giờ cảm giác anh sao? Thì rung. Vẫn còn rung hả? Bấm nút rồi mà rung cái gì nữa. Nè, thật ra nãy giờ Linh thấy hai người đầy đủ điều kiện hết rồi đó. Bây giờ vấn đề là do anh thôi. Ừ. Cố gắng nỗ lực, dành thời gian chăm sóc, quan tâm với cô gái Bình Dương này ha. Rồi mình tiến lên Bình Dương hay về Gò Vấp là chuyện đó tính sau, nhưng phải quan tâm. Đây là một cô gái họ đang cần cái sự chăm sóc và yêu thương, đừng có cứ lo công việc hoài, nghe không? Thay vì mình ở trọ đó, mình dành thời gian đó mình đi Bình Dương đi nha. Vậy mình phải lia lịa lia lịa nha. Bây giờ tóm gọn lại đó, tóm cho nó gọn, lia lịa chứ không là công chuyện nó không thành đâu.